Kính chào bà con. Ngày hôm nay chúng tôi cũng chia sẻ một số thắc mắc của bà con. Thì như chia sẻ mới nhất của bà con thì giá mới nhất ở khu vực Kon Tum là 330 đồng trên một độ. So với những khu vực còn lại thì chênh lệch khoảng 60 đến 70 đồng trên một độ. Cụ thể thì ở Minh Lập cũng như là Minh Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương. Minh Lập thì thuộc huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Giá mủ ở hai khu vực này là 390 đến 395 đồng trên một độ. Như vậy so với Kon Tum thì giá cao hơn tới 60 đến 70 đồng trên một độ. Và cũng có bà con nói rằng là do hàm lượng ở khu vực Kon Tum cũng như là ở Gia Lai thì cái hàm lượng mủ nó thấp nên giá thấp, cộng với chi phí vận chuyển, bởi vì khu vực Kon Tum theo như chúng tôi thấy thì là khu vực Tây Nguyên, việc mà đi lại vận chuyển đồ nó cũng rất là xa xôi và khó khăn, đồi núi, không như ở những khu vực mà giá mủ cao như là Minh Lập nè, hoặc Minh Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương. Thì những khu vực này thì đất bằng phẳng, có đường nhựa và gần với nhà máy. Chúng tôi không biết rõ là những khu vực trên đó, trên Kon Tum cũng như là Gia Lai thì cái việc vận chuyển khó khăn như thế nào, nhưng ở những khu vực mà cao hơn Kon Tum đến 60 đến 70 đồng thì vận chuyển rất là dễ dàng, đường đi đồ đường nhựa và vận chuyển đến công ty thì rất là dễ dàng, đất là bằng phẳng, không có bị đồi núi. Cái việc mà vận chuyển mũ ra nhà máy thì đối với những khu vực như Chân Thành chúng tôi thì rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên ở những cái vùng như của cô bác anh chị như ở Kon Tum, Gia Lai thì đồi núi thì có lẽ theo nhận định của chúng tôi thì rất là khó khăn. Chính vì vậy cái cước vận chuyển, cái chi phí vận chuyển thì nó cao. Thì như vậy thì cũng rất là chính xác, nhưng nhiều bà con thì cũng rất là bức xúc là không đồng tình với cái nhận xét như vậy, cũng như là những cái chia sẻ như vậy của bà con. Thì chúng tôi cũng có hỏi những chuyên gia về cái vấn đề này, thì cũng đang chờ câu trả lời. Ngay khi có những câu trả lời thích đáng thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến ngay cho bà con. Thì hàm lượng mủ thấp cũng ảnh hưởng đến giá mủ, tuy nhiên cũng không có giảm ảnh hưởng quá nhiều. Giống như ở công ty cao su Đồng Nai thì có phân hai loại giá mủ từ 30 đồng trở lên, 30 độ trở lên thì là công ty mua với giá là 380 đồng trên một độ, còn giá mủ thấp hơn 30 độ tức là từ 29 độ trở xuống thì công ty mua với giá là 373 đồng trên một độ. Như vậy chênh lệch 7 đồng, chênh lệch không đáng kể, khoảng là 7 đồng. Tuy nhiên ở những khu vực Kon Tum thì chênh lệch do không biết tình hình như thế nào mà chênh lệch tới 60 đến 70 đồng trên một độ, thì cái mức chênh lệch là khá là cao. Thì chúng tôi cũng đang chờ câu trả lời của những chuyên gia. Ngay sau khi có những cái thông tin về gửi về, chúng tôi sẽ chia sẻ cho bà con. Chúng tôi cũng mong chờ những cái phản hồi cũng như là chia sẻ giá mủ hàng ngày ở khu vực Kon Tum của bà con, để chúng tôi có những cái thông tin chính xác, chia sẻ rộng rãi đến bà con, để bà con ở khu vực Kon Tum nắm giá. Cũng như chúng tôi cũng mong là giá mủ ở khu vực này thì cũng nhanh chóng bắt kịp với những nơi khác. Hôm trước thì chúng tôi cũng chia sẻ là do hai cái nguyên nhân là hàm lượng thấp và chi phí vận chuyển quá cao. Thì tuy nhiên thì những chuyên gia cũng đánh giá là trong vòng khoảng 1 tháng thì bà con mở miệng cạo nhiều, cũng như là lúc đó thì giá nó ổn định hơn. Và khi đó thì giá cũng sẽ bắt kịp những cái nơi còn lại. Năm rồi thì ở đất Tô Kon Tum là nơi mà chúng tôi chia sẻ giá mủ cho bà con á,
thì nơi có giá mủ phải nói là cao nhất và ổn định kéo dài trong thời gian dài, chứ không phải ở Kon Tum là giá mủ thấp. Tuy nhiên thì đầu năm nay thì có sự chênh lệch như vậy, chênh lệch cũng khá lớn, thì chúng tôi cũng sẽ có những cái thông tin mới, chúng tôi có hỏi chuyên gia thì chờ những cái thông tin mới gửi về, chúng tôi sẽ chia sẻ cho bà con. Video chia sẻ về những thông tin về giá mủ thì ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép tạm ngừng ở đây. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho cô bác anh chị sau, ngay khi chúng tôi có những thông tin mới. Cảm ơn cô bác anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.